Xin chào tất cả quý vị và các bạn, mình là Ánh Tuyết. Trẻ đẹp luôn là niềm khao khát của tất cả các chị em phụ nữ. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm về cách làm đẹp làn da và gìn giữ vóc dáng. Thì bước sang tuổi 30 trở đi thì do nhiều nguyên nhân mà khiến cho da rẻ của chúng ta bị lão hóa sớm. Và hôm nay em sẽ chia sẻ về những nguyên nhân và các tác dụng chống lão hóa của trà Thái Nguyên. Ô nhiễm môi trường, khói bụi, khí hậu và ánh nắng của mặt trời gay gắt như hiện nay thì khó có thể bảo vệ được làn da khỏi các tác nhân gây nên sự hư tổn các tế bào và các cấu trúc có trong da. Thì ngoài các tác nhân trên thì còn rất nhiều các tác nhân gây nên da của chúng ta bị mụn và sạm nắng, và đặc biệt là lão hóa làn da sớm. Lão hóa là gì? Theo các chuyên gia da liễu đã phân tích và cho rằng lão hóa da là quá trình suy giảm chức năng của làn da, hệ tuần hoàn máu suy giảm, từ đó làm hủy hoại các cấu trúc nền của da và sự suy yếu mao mạch dưới da, làm các độc tố không thể nào thải được ra ngoài, khiến cho làn da của chúng ta trở nên xấu xí trầm trọng. Nguyên nhân gây nên lão hóa là gì? Thì thông thường khi bước sang tuổi 30 trở đi thì các bộ phận như là lão bộ, tuyến yên và các hormone sẽ có dấu hiệu là suy giảm hoạt động, và từ những suy giảm này sẽ dẫn đến là các estrogen hoặc là các sẽ biểu hiện ra là vấn đề về sinh lý, và đặc biệt hơn nữa là da rẻ của chúng ta sẽ xuống sắc trầm trọng. Không thể kể đến yếu tố tuổi tác mà làm cho chúng ta bị da bị lão hóa, mà còn những tia ánh nắng này, mặt trời này, những tia cực tím và ô nhiễm môi trường, khói bụi sẽ làm chúng ta bị lão hóa sớm. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm dành để trị lão hóa làn da. Bên cạnh đó thì có những sản phẩm thì rất hiệu quả, nhưng mặt khác thì có những sản phẩm thì sẽ gây lên những biến chứng khôn lường cho da mặt. Trong tự nhiên có rất nhiều loại thực phẩm dùng để bảo vệ làn da khỏi sự lão hóa sớm, và đặc biệt là trà Thái Nguyên chống lão hóa cực kỳ hiệu quả mà ít ai biết đến. Và căng thẳng cũng là một phần để tạo nên sự lão hóa sớm của làn da. Vì sao những người mà chúng ta làm việc bằng đầu óc, chúng ta hay bị căng thẳng đầu óc? Thì hàng ngày chúng ta nên uống trà để giảm đi sự căng thẳng mệt mỏi đó. Vì trong trà xanh có rất nhiều loại vitamin B1, B2, B3, và đặc biệt hơn nữa là vitamin C. Mà vitamin C thì là rất tốt cho da mặt. Thì nếu chúng ta có thể dùng bột trà xanh chúng ta đắp lên mặt để cải thiện lỗ chân lông, đặc biệt là chúng ta uống trà xanh hàng ngày thì sẽ cải thiện được độ đàn hồi của da và sẽ làm cho da mặt của chúng ta rất là săn chắc. Và một điều nữa là chúng ta mà mỗi ngày chúng ta uống 1-2 ấm trà mỗi ngày thì em đảm bảo rằng sẽ giảm đi cái lượng mỡ dư thừa trong cơ thể, thì chúng ta sẽ có một thân hình là dẻo dai hơn và chắc chắn hơn. Từ khi mình biết đến trà xanh Thái Nguyên thì mỗi ngày mình uống từ 2-3 ly trà. Mình cảm thấy là cơ thể của mình cải thiện rõ rệt, da mặt của mình trắng sáng hơn, những nếp nhăn này hầu như là không còn nữa. Và một điều đặc biệt hơn nữa là cơ thể của mình là không còn những lượng mỡ dư thừa, và mình cảm thấy là độ săn chắc mỗi ngày một khác. Mình khuyên các bạn là nên uống trà xanh mỗi ngày để vừa tốt cho sức khỏe, vừa có một làn da đẹp và có một cơ thể là săn chắc và dẻo dai. Và qua video này thì quý vị hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người biết đến những điều bổ ích từ trà Tiên Đồng. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.